Sau 3 năm kể từ SEA Games 30 thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã quay trở lại với vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trải qua nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo bóng chuyền, vị huấn luyện viên thẳng tính nhất nhì làng bóng chuyền Việt đã có được những thành tích khi dẫn dắt các đội tuyển nữ tham dự các giải đấu quốc tế. Ở SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt mục tiêu là giành huy chương bạc. Để chuẩn bị cho mục tiêu đó thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lúc bấy giờ đã mời chuyên gia người Trung Quốc, ông Quao Du Chuan tới để dẫn dắt đội tuyển nữ. Tuy nhiên, đến sát thời gian lên đường thì chuyên gia người Trung Quốc đã không may gặp vấn đề về sức khỏe. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lúc đó là đang giữ vai trò huấn luyện viên phó được đẩy lên cầm quyền chỉ đạo đội bóng. Tại giải đấu đó thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cầu thủ như Ngọc Hoa, Phạm Thị Yến, Kim Huệ và Bùi Thị Huệ đã thi đấu và bảo vệ thành công được tấm huy chương bạc. Sang đến ASEAN 2018 thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục được giao trách nhiệm chèo lái đội tuyển nữ tham dự. Lúc đó thì bóng chuyền nữ Việt Nam không đặt mục tiêu cụ thể ở giải đấu này. Do đó thì ban huấn luyện mong rằng các vận động viên có thể thi đấu hết sức mình và tạo ra được những màn trình diễn tốt nhất trên sân trước những đối thủ mạnh. Ở giải đấu này thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò đã giành được hạng 6 chung cuộc sau khi để thua 1-3 trước Kazakhstan ở trận đấu tranh hạng 5. Sang đến năm 2019 thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục được tin tưởng và giao trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển nữ U23 và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Ở cấp độ giải trẻ U23 châu Á thì đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được tấm huy chương đồng sau khi có cú lội ngược dòng hạ Thái Lan với tỷ số 3-1. Đây là lần thứ 2 liên tiếp mà U23 Việt Nam góp mặt trong danh sách 3 đội bóng trẻ nữ mạnh nhất châu lục. Trước khi bước vào SEA Games 30 thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường tham dự giải ASEAN Grand Prix tại Thái Lan và Philippines. Thay cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có màn trình diễn không tốt ở hai trận đấu ASEAN Grand Prix 2019 với việc thất bại toàn diện trước tất cả các đối thủ quen thuộc từ Thái Lan, Indonesia cho đến Philippines. Tuy nhiên thì đến SEA Games 30 thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại bất ngờ lột xác. Đoàn quân đỏ đã có chiến thắng 3-2 tương đối khó khăn trước chủ nhà Philippines và Indonesia, qua đó giành được tấm huy chương bạc chung cuộc. Thay cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có một bước chuyển mình đầy bất ngờ khi chỉ sau khoảng một tháng, đội tuyển nữ đã có sự thay đổi tích cực về mặt lối chơi. Qua đó hoàn thành mục tiêu đặt ra và quan trọng hơn hết đó là đòi được món nợ từ đội tuyển nữ Indonesia. Năm nay thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương bạc tại giải đấu lớn nhất khu vực dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Sau khi SEA Games 31 kết thúc thì vị huấn luyện viên lão làng cũng đã quyết định nói lời chia tay với đội tuyển nữ. Ở giải bóng chuyền ABC Cup 2022 diễn ra vào tháng 8 này thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là người được chọn dẫn dắt đội tuyển nữ sang Philippines để chinh chiến. Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là một hành trình không mấy dễ dàng tại ABC 2022. Ở giải đấu này thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng với Philippines và Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran. Ở giải đấu này thì Hàn Quốc và Trung Quốc là hai đội bóng vừa mới tham dự Nations League 2022. Mặc dù sẽ là một hành trình không mấy dễ dàng, tuy nhiên với kinh nghiệm đã được khẳng định trong nhiều năm dẫn dắt đội tuyển, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam có thể đặt niềm tin vào vị thuyền trưởng đầy cá tính này.